Đây là chiếc 4018 mà Thái em mới nhập cho khách ha. Dưới này là máy Thái nguyên si. Này theo yêu cầu khách luôn. Đây là máy mới 100% nha. Máy mới tinh luôn, nhập từ Thái nguyên con, chữ Thái hết toàn bộ luôn. Phiên bản 1747. Đó. Có mua sới không? Này gấp sới luôn. Đây 4018 Thái siêu đẹp luôn. Này là không có chữ VN nha. Này phiên bản Thái. Nó có một chút chỉnh trong hiệu suất trong bơm khí lực. Thì nhiều anh em thắc mắc là tại sao không mua máy Việt, thì này thì theo mỗi người thôi, người ta thích mua máy Thái thì người ta mua thôi đó. Em chỉ đặt về, khách đặt thì em lấy thôi. Này dựng xe mới luôn. Máy là 1.7 nha, mới tinh 100%. Máy mới thì chắc khỏi quay, nó vậy rồi. Rồi, đó. Anh em có muốn đặt máy này thì cứ liên hệ em ha. Thì về là khoảng chừng nửa tháng là về tới đây thôi. Phiên bản Thái. Nào, có sao không? Trang ra luôn, gỡ có trang ra, chụp hình. Rồi, đây là khách nha, giờ em chụp hình tấm với khách nha. Rồi, 1, 2, 3, cứ lên. Rồi, cảm ơn anh chị em, rồi. Xong rồi, mắc cỡ hả? Quỷ à, lớn hết trơn rồi. Này xài 12.424 vỏ Otani. Đó. Số vỏ đây. Đây xài Thái. Thái này ha, đó. Thái. RX165E. Đó. Nguyên siêu của Thái. Giờ gáp vô khách luôn. Cái máy cày 4018 này em giao về chị Vinh ha. Cái là máy mới 100% khách đặt ha. Đây là máy phiên bản Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, 1747 ha. Đó. Đây là máy Thái, chữ Thái luôn nha. Đó. Không có chữ VN phía sau, có cản trước, ủi đầu đầy đủ hết nguyên combo của Thái luôn ha. Đó. Đây là phiên bản Thái. Đây khách đây chị Vinh thì hôm bữa có lên tham khảo trước rồi, thì bữa nay khách chính thức mua luôn ha. Đây là dòng phiên bản nhập từ Thái nguyên con. Để em nghe điện thoại cái nha, có điện thoại tới. Alo nha. Rồi thì anh có gì nhắn tin Zalo đem gửi hình qua cho dễ nha. Nhắn Zalo cho em trước đi. Số này nè, có gì nhắn qua đi rồi em gửi hình qua chi tiết qua cho. Ủi dướng vô cái cầu ngay cái hố vừa mũi đất. Đây giờ bắt đầu lên nha. 4018 Thái Lan. Quá ngầu. Nghe luôn đây.
Rồi xong, cảm ơn em nha. Rồi đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 Bùi Đồng Hồ tỉnh Vĩnh Long á, cái nhà có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha, là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.